Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với video xả hàng của Huấn Audio. Ở trong clip ngày hôm nay, bên Huấn Audio xả 5 mã hàng để mời anh em mình cùng tham khảo xem có mua được gì thì mua. Và bên em sẽ có những cái chương trình xả hàng và hàng tuần, nên anh em có nhu cầu săn hàng rẻ thì hãy đăng ký kênh để mỗi tuần bên em sẽ có một số hàng để đăng lên để mời các bác cùng tham khảo vì cái giá rẻ. Trong clip này, quay lại clip ngày nay thì sẽ đầu tiên là sẽ có 5 mã. Là mã đầu tiên là mã mic DM3.0 hàng mới nguyên hộp. Và mã thứ hai là mã mic KTV mới nguyên hộp. Và đồ bãi thì có 3 mã. Mã vang số URAP và Idol IB 100 hàng Trung Quốc. Và có mới về thêm một cái bàn mixer M8. Với những cái giá em thanh lý thì anh em mình sẽ phải hết sức giật mình luôn. Cái bàn mixer này cuối cùng nhá, em sẽ thanh lý cuối cùng. Mic KTV sẽ có xả trong tuần này. Nghĩa là trong tuần này em xả thì hết tuần sau là hết chương trình xả anh em nhá. Nghe hết tuần sau là hết giá xả. Thông thường mic KTV giá bán tại cửa hàng đang là 460.000. Trong clip ngày nay em xả xuống còn 350.000, có nghĩa là giảm đi 101 một cái mic KTV, 360.000 cả mic cả dây. Đó, anh em có nhu cầu mua thì liên hệ. Số lượng thì con này thì anh yên tâm là mới mà. Thì em đã xả một tuần thì các bác yên tâm là sẽ các bác mua thì có hàng rất lớn của mic màu tím. Anh em nhìn ở đây, chất lượng tốt trong cái phân khúc giá 300-400.000. 360.000 đồng một cái giá bán tại cửa hàng và 390.000 một cái bao ship toàn quốc. Xả một tuần. Và mã xả thứ hai là mic DM3.0. Con này Wi-Fi Den Pro. Một cái tay mạ khá chất lượng, anh em có thể nhìn thấy ở đây đó, rất là đẹp đó. Hàng mới nguyên hộp anh em nhé, chứ mà nó chưa mở bao giờ nên độ mới là tuyệt đối. Và có cả dây luôn như này. Con này thông thường em bán tại cửa hàng là với giá 500.000 đồng, nhưng trong clip ngày nay em cũng giảm 101, có nghĩa là bán 390.000 đồng và 440 bao ship toàn quốc. 440 bao ship anh em nhé, chia đến 450. Là về hai mã mic, mã KTV và mã DM3.0 đây, hai mã này. Khi anh em mua thì các bác cọc cho em cái thẻ điện thoại 20.000 các bác nhé. Từ bên em sẽ gửi hàng. Nếu các bác ở tỉnh khác ấy, và các bác đến Hà Nội, đanh quanh Hà Nội đến được thì giá như em nói là 360 và 390. Thì giá quá tuyệt vời rồi. Về hai mã mic. Và quay sang mã Idol IB ở dưới đây. Idol IB thì con này là cũng là hàng mới anh em nhé, hàng mới, mới 100%. Con này có cả hộp. Anh em muốn nâng tiếng hát, cải thiện tiếng hát với khuôn khúc giá rẻ. Trong clip này em thanh lý 700 một cái tại cửa hàng. Và anh em mua thì nếu như các tỉnh thì nó mất khoảng tờ, con này hết tổng tầm 60 tiền ship nữa, là 760.000 bao ship toàn quốc. Nó về cây Idol này thì em đang có số lượng. Còn bãi này, còn vàng số bãi UDAP. Mà số UDAP này chất lượng âm thanh rất tốt. Con này anh em lên mạng tải phần mềm hoặc anh em chỉnh tay thì chỉnh ở cái nút đây. Thì em cũng có một bài hướng dẫn cách chỉnh con UDAP này rồi. Nó khá dễ chỉnh. Nó dùng con vang cơ Yamaha, con vang chip Yamaha, giải mã Yamaha. Khá sử dụng, dễ dùng. Con này thông thường em đang bán là 1.3 triệu tại cửa hàng. Trong clip ngày nay em bán 1 triệu. Anh em mà mua thì bên em sẽ, nghĩa là anh em đến cửa hàng mua là 1 triệu, của các bác ở tỉnh khác thì bên em sẽ chuyển đi thì các bác lại mất thêm 60.000 tiền phí ship nữa. Và về hai con vang này đã còn 10 cái này, vang vãi nhá, còn 10 cái. Còn con vang có Idol mới thì số lượng thì vô biên. Còn hai con này anh em mua thì vui lòng cọc cho bên em cái thẻ điện thoại 50.000. Đó là về cách nhận thức mua bán. Và quay lại chương trình cuối cùng ngày nay là vang số bàn mixer M8 của Yamaha.
cái M8 này thì nó nghĩa là nó sao, nó có cái 8 cái nai ở đây, nghĩa là 8 cái đường vào ấy thì gọi là M8 anh em nhé. Cái này thì anh em có thể chơi ở trong những cái dàn nhỏ thôi, dàn nhỏ anh em đi dạng như đấm ma hoặc anh em đi hát hầu đồng thì cái nai nhỏ như này thì là vừa, nghĩa là không cồng kềnh. Thứ hai nữa là mục đích của người cũng như người đấy chỉ có ba anh em làm thôi thì nó dễ cắm. Các bạn biết sơn này em đang bán tại nhà nhé, có một cái duy nhất thôi, con này thi thẳng mới về được, có một cái thôi. Giá bán là 500.000 cho anh em nào có nhu cầu dùng con này M8 này, 500.000 đồng. Nó có cả nguồn adapter đấy, nhưng em ơi nó ở kho chưa lôi cả, có nguồn của nó luôn anh em nhé, và giá là quá tốt rồi, 500 một cái bán tại nhà. Và cái này thì nếu anh em ở tỉnh khác mà mua thì mất thêm 100 vận chuyển là rơi vào 600. Những con M5 này, con mà anh em mua phải chuyển khoản cho em khoảng tầm vài trăm ngàn thì mới chuyển, 200 ngàn mới chuyển. Thì vừa rồi bên em có báo giá là giảm giá xả hàng là 5 mã, anh em quan tâm đến mã nào thì hãy comment ở dưới cái video này, hoặc anh em điện thoại trực tiếp cho em qua số máy 0904 612323. Và xin chào các bác.